Một viên nan bạc là Brook quốc công ly. Một lần mà tôi bàng tôi sắp cười luôn được. Anh cùng riêng riêng của em đong mặt lại và vươn tay ra sờ no. Một con ác quỷ cũng có cung nhật đồ và cũng có một body. Em chưa đủ tốt à, anh ta đẹp trai hơn. Đó chỉ là một bức tường to lớn đến chế tiết tôi mà không thể đổi lối cho số phận của ta qua là lơ mau. Nhưng sự thật thì bởi chúng ta được furry. Nếu ta có cánh như chim, ta có thể bay đến Nga, đến Mỹ, đến Anh, đến Nhật, đi đâu cũng được. Nhưng nếu ta không có nhà, ta sẽ không còn có thể đi đâu, không thể đi chơi hay sang Trung Quốc. Tôi không muốn sống một cách lơ mạo vô vị như thế. Thế giới này thật tồi tệ quá đi mà. Dẫu có như vậy thì tôi đây vẫn nguyện yêu em. Khi tôi phải mất tay của mình, thì dù cút tay thì tôi đây vẫn bảo vệ. Kể cả khi đấy chính là một sai lầm, kể cả khi người đời bảo tôi là xin, nhưng tôi sẽ bỏ ngoài tai tất cả những lời dè biểu và tiếp tục tin vào bản thân của chính mình.